Đến hay lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, Hoa Kỳ luôn tự hào rằng họ có quân đội mạnh nhất thế giới. Với tư cách là đất nước có nền kinh tế lớn nhất hành tinh, Hoa Kỳ giống như một game thủ VIP khi liên tục nạp card để nâng cấp các vật phẩm, hòng dùng tiền để đè chết người. Nhật Bản và Đức có lẽ là hai quốc gia thấm thía nhất điều này, khi mà luận về quân sự, rõ ràng họ đánh đấm không hề thua Mỹ, nhưng Mỹ lại có khả năng sản xuất xe tăng, tàu chiến, máy bay cực kỳ khủng khiếp, có thể nói là đẻ như gà vậy. Nên cuối cùng thằng giàu hơn thì là thằng thắng trận. Phải nói như thế để nói rằng người Mỹ có nền kỹ thuật quân sự hùng mạnh, nhưng về tư duy và chiến lược thì họ không thật sự nổi trội. Đó là lý do mà chúng ta thấy rằng khó mà có thể kể tên được một vị tướng Mỹ thật sự tài năng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói một câu rất nổi tiếng: đánh nhau bằng vũ khí, chiến thắng bằng con người. Và Việt Nam chúng ta đã dạy cho người Mỹ hiểu được như thế nào là sự chênh lệch đẳng cấp giữa một quốc gia 4.000 năm lịch sử và một đất nước chỉ mới thành lập vài trăm năm. Chỉ bằng những ngón đòn nghi binh, không tốn một viên đạn, Việt Nam đã giặt mũi bộ sậu tướng lĩnh Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tại Tây Nguyên, khiến cho chúng phải thất bại bẽ mặt vì đường đường là quân đội mạnh nhất thế giới nhưng lại bị lừa như trẻ con. Tác giả của màn nghi binh chiến lược tại Tây Nguyên năm 1975 là Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Quất Duy Tiến, một vị tướng dạn dày trận mạc. Ông đã cầm súng ở các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc tại biên giới. Trung tướng Quất Duy Tiến tham gia cách mạng từ những năm 1946. Ông chính thức nhập ngũ năm 1950 và tới năm 1971, ông cùng các đồng đội đã lập nhiều chiến công. Đặc biệt trong những chiến công ấy, điều khiến người ta ghi nhớ và nhắc về ông mãi mãi sau này chính là nghệ thuật nghi binh của ông trong chiến dịch Tây Nguyên. Nghệ thuật ấy đã tạo nên chiến thắng thần tốc một ngày bằng 20 năm. Thời điểm đó, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Quất Duy Tiến là trưởng phòng tác chiến mặt trận Tây Nguyên và ông là người đặt bút soạn thảo kế hoạch nghi binh. Trên 10 trang giấy ấy, một kế hoạch tác chiến hoàn hảo đã được tạo ra. Kế hoạch nghi binh của Trung tướng Quất Duy Tiến khi ấy đã đánh lừa địch, khiến cho chúng tưởng ta chuẩn bị đánh Kon Tum, Gia Lai, nhưng trên thực tế ta lại điều quân xuống phía Nam Tây Nguyên, chuẩn bị đánh Buôn Ma Thuột. Đây được coi là cuộc nghi binh hoàn hảo trong kháng chiến chống Mỹ, khiến quân địch và chính quyền Sài Gòn bất ngờ, trở tay không kịp. Với nghệ thuật nghi binh của mình, Trung tướng Quất Duy Tiến đã tạo ra một cú lừa ngoạn mục khiến quân địch bị động, hoảng hốt rồi tan rã. Trung tướng Quất Duy Tiến, mùa xuân năm 75, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch chiến lược chính trên chiến trường Tây Nguyên. Chủ trương của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương là đánh địch ở Nam Tây Nguyên, giải phóng Buôn Ma Thuột, đánh vào tỉnh lỵ Phú Bổn, Treo Rèo và phát triển xuống đồng bằng khu Năm. Khi đó, tư lệnh chiến dịch đã xác định để cô lập và đánh chiếm Buôn Ma Thuột nhanh nhất, cần phải lên kế hoạch nghi binh để lừa địch. Tư lệnh Vũ Lăng đã giao tôi, khi đó là trưởng phòng tác chiến phụ trách việc xây dựng kế hoạch nghi binh, rồi trình lên. Sau khi kế hoạch được thông qua, tư lệnh cử một nhóm điều khiển thực hiện kế hoạch một cách cẩn thận, chu đáo. Trung tướng Quất Duy Tiến kể, khi đó ở Tây Nguyên, ta có hai sư đoàn bộ binh 10 bám ở Kon Tum, sư đoàn 320 hoạt động ở phía nam Pleiku. Địch nhận định ta sẽ đánh vào Kon Tum và Pleiku, phía bắc Tây Nguyên, chứ không đánh xuống phía nam, vì để đánh được Đắk Lắk, ta phải đi mất khoảng 300 km đường rừng, nhiều sông suối, nên việc hành quân rồi đưa xe tăng, pháo vào sẽ rất khó khăn. Chúng tôi tương kế tựu kế theo nhận định của địch, lên kế hoạch nghi binh đánh lừa, cho địch lầm tưởng ta chuẩn bị đánh Kon Tum, Gia Lai. Nhưng thực tế là ta lại điều quân đi xuống phía Nam Tây Nguyên, chuẩn bị đánh Buôn Ma Thuột. Kế hoạch nghi binh được thực hiện cẩn thận tỉ mỉ. Khi đó các sư đoàn đều có máy thông tin, máy truyền tin, loại 15W để chỉ huy xuống các trung đoàn và liên lạc với Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Khi ta quyết định điều sư đoàn 10 và sư đoàn 320 hành quân từ Kon Tum và Pleiku đến Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, thì để máy truyền tin lại, cử báo vụ ở đó, hàng ngày vẫn phát tin bình thường. Máy của những binh chủng quan trọng cũng để lại, đường dây thông tin hữu tuyến cũng để lại, để khi địch đi do thám, vẫn nhìn thấy ta đang hoạt động bình thường. Mặt khác thì ta đưa tin vào trong nhân dân, những huyện gần căn cứ địch ở Kon Tum và Pleiku, để các địa phương chuẩn bị lực lượng, làm đường, kéo pháo, tải lương để vào đánh Kon Tum và Pleiku. Đối với vũ khí, xe tăng cơ động, xe kéo pháo, ta cũng để lại một hai cái. Một số trung đội công binh chuẩn bị chất nổ, theo đúng thời gian kế hoạch, tổ chức đánh bộc phá, làm đường để kéo pháo vào. Khi đó máy bay do thám của địch trên không, quân thám báo của địch thăm dò thấy vậy nên tin là ta sẽ đánh Kon Tum. Đối với lực lượng hành quân xuống phía Nam, Bộ Tư lệnh quy định toàn bộ cuộc hành quân không được báo cáo bằng máy thông tin, đặc biệt là mạng thông tin trên không.
chỉ được dùng đường dây thông tin mặt đất, báo cáo kế hoạch và hành trình hành quân về Bộ Tư lệnh. Quá trình hành quân phải đảm bảo ngụy trang kỹ lưỡng, ngày vào rừng, tối hành quân, đi đến đâu ngụy trang xóa dấu vết đến đó. Và như vậy, từ cuối tháng 10 năm 74 đến tháng 2 năm 75, hơn 4 vạn quân thuộc 3 sư đoàn bộ binh, các binh chủng xe tăng thiết giáp, pháo cao xạ đến nơi tập kết ở phía đông Buôn Ma Thuột mà địch không hề phát hiện. Đặc biệt là sư đoàn 316 hành quân từ Nghệ An vào với 500 xe ô tô mà địch cũng không phát hiện. Đến khi ta tập kết lực lượng xuống 3 sư đoàn, 320 phía bắc Buôn Ma Thuột, sư đoàn 10 ở tây Buôn Ma Thuột chuẩn bị đánh Đức Lập và sư đoàn 316 tập kết ở khu vực Đắc Đào, địch vẫn không biết. Song song với thời điểm đó, để che mắt địch, ta điều sư đoàn 968 ở Nam Lào hành quân sang để dùng đơn vị này nghi binh thay thế sư đoàn 10 và sư đoàn 320 vào Kon Tum làm lực lượng nghi binh và sẵn sàng chiến đấu. Giữa lúc kế hoạch đang thực hiện gấp rút, tập trung trinh sát chuẩn bị đạn, gạo để chuẩn bị đầu tháng 3 nổ súng, sẵn sàng chiến đấu, thì kế hoạch có nguy cơ bị lộ. Ngày 18 tháng 2, đại tá tình báo Trịnh Tiêu của địch bắt được một đồng chí thông tin chuẩn bị đường dây, thu một cuốn sổ theo dõi lực lượng tác chiến của sư đoàn 316, báo cho thiếu tướng Phạm Văn Phú, chỉ huy quân ngụy quyền Sài Gòn. Phạm Văn Phú báo lại cho tình báo Mỹ những thông tin trên. Phía Mỹ tự tin vào phương tiện kỹ thuật của mình nên khẳng định đó là tin vịt, không cần phải lo. Phạm Văn Phú tạm yên tâm nhưng vẫn cử trung đoàn 45 hành quân xuống Gia Leo tìm sư đoàn 320, đồng thời lệnh cho lực lượng ở Đức Lập, Gia Nghĩa cho tham báo lùng sục tìm lực lượng sư đoàn 10 và sư đoàn 316 xem có đúng là Việt Cộng tập trung ở đó không. Nhận được tin này, Bộ Tư lệnh Mặt trận họp khẩn cấp để xác minh thông tin, đồng thời tìm cách đánh lạc hướng quân địch. Bộ Tư lệnh Mặt trận cũng lên kế hoạch chuẩn bị đánh địch theo hai phương án, đánh không phòng ngự và đánh có phòng ngự, nhưng vẫn kiên trì và ưu tiên phương án là tạo mọi điều kiện để đánh địch không có phòng ngự dự phòng đến phút cuối. Cùng với những kế hoạch đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận thống nhất đánh một bức điện để lừa địch. Bức điện do chính Trung tướng Khuất Duy Tiến thảo có nội dung: thông báo cho các đơn vị địch đã bị ta lừa, chúng tin là ta sẽ tập trung đánh vào Buôn Ma Thuột phía Nam Tây Nguyên, nên các đơn vị chuẩn bị lực lượng thật tốt để sẵn sàng đánh vào phía Bắc Tây Nguyên khi có lệnh. Bức điện vừa được gửi đi, địch đã nhận được ngay. Dù nghi hoặc không biết tin nào là đúng, nhưng chúng vẫn tiếp tục cho lực lượng đi lùng sục ở Gia Leo và các khu vực khác. Bộ Tư lệnh Mặt trận yêu cầu các sư đoàn bí mật lui về phía Tây, chỉ để lại một lực lượng trinh sát nhỏ theo dõi chiến trường. Không thể dùng điện đàm vì sợ lộ, nên trưởng phòng tác chiến Khuất Duy Tiến trực tiếp đến tận nơi truyền lệnh để quân ta lui về. Cùng thời gian đó ở Kon Tum và Gia Lai, ta hạ lệnh truyền tin, chuẩn bị đi dân công, tải thương, tải đạn, kéo xe tăng, áp vào đánh địch. Sư đoàn 968 nhận lệnh kéo pháo đánh ngay đồn Thanh An, bắn pháo vào Pleiku. Từ mùng 1 đến ngày 3 tháng 3, ta đánh mạnh ở Gia Lai, Kon Tum, khiến địch tin rằng ta chuẩn bị đánh Bắc Tây Nguyên thật. Cũng trong thời gian đó, trung đoàn 95 đánh và giải phóng đoạn đường 20 cây số trên đường 19 đi từ Quy Nhơn lên Pleiku. Ngày 4 tháng 3, trung đoàn 25 đánh chiếm và cắt con đường 21 chạy qua Đắk Lắk xuống Khánh Hòa, Cam Ranh, diệt đoàn xe địch, bắt tù binh và cắt luôn đường chi viện của địch cho Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Từ ngày 6 đến 8 tháng 3, sư đoàn 320 đánh vào khóa chặt tuyến đường 14 từ Pleiku, Kon Tum đi Buôn Ma Thuột. Đến ngày 8, toàn bộ các tuyến đường tiếp viện đã bị chặn. Địch không đưa được quân lên tiếp viện, ta trói được địch ở Buôn Ma Thuột để tấn công. Liên tiếp những ngày sau đó, các mũi tấn công của ta nhận lệnh theo kế hoạch đánh chiếm Đức Lập, Buôn Ma Thuột, lần lượt làm chủ các căn cứ của địch. Và đến ngày 24 tháng 3, ta làm chủ hoàn toàn Tây Nguyên. Lúc này kế hoạch nghi binh đã hoàn thành tốt đẹp. Anh em thấy đấy, quân giải phóng của ta quá thông minh và tài tình thì mới nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo đến như vậy. Đúng là không có gì làm khó được các anh. Kế hoạch nghi binh trong chiến dịch Tây Nguyên, đó là cuộc nghi binh hoàn hảo trong kháng chiến chống Mỹ. Chúng ta đã giữ được bí mật đến phút chót, khiến quân đội chính quyền Sài Gòn bất ngờ, không kịp trở tay. Việc ta đánh Buôn Ma Thuột là đòn điểm huyệt, làm rung động thế bố trí của toàn quân đội Sài Gòn ở Tây Nguyên. Bởi Nguyễn Văn Thiệu và tướng lĩnh ngụy quyền Sài Gòn đã phạm sai lầm lớn về chiến lược, đó là rút bỏ khỏi Tây Nguyên để lui về cố thủ giữ Sài Gòn và các tỉnh duyên hải miền Trung. Sai lầm này của Nguyễn Văn Thiệu đã dẫn đến sự sụp đổ của ngụy quyền Sài Gòn, đồng thời tạo ra thời cơ chiến lược rất lớn cho ta tiến vào Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy nhiên, để có được đỉnh cao chiến thắng mùa xuân năm 75 thì phải nhắc đến hệ quả của chiến dịch Mậu Thanh năm 1968, nơi Việt Nam chúng ta một lần nữa xỏ mũi người Mỹ và đọc vị họ như một cuốn sách. Để làm nên thành công của Mậu Thân năm 68, yếu tố quyết định và không thể không kể đến chính là chiến lược nghi binh, đánh lạc hướng, góp phần không nhỏ vào thắng lợi của chiến dịch lịch sử này.
xứng đáng nằm trong top những trận đánh nghi binh lớn nhất của mọi thời đại, cùng với chiến dịch Barbarossa, cuộc đổ bộ Normandy. Công phu vì nó được thực hiện tỉ mỉ, hợp lý ở từng chi tiết, trên tất cả các phương diện, vĩ đại vì giữ được bí mật, bất ngờ ở mọi cấp thực hiện, trong suốt thời gian dài cho đến trước giờ nổ súng. Vào lúc đó, năm 67, sau khi tìm và diệt, được thực hiện chủ yếu bằng hai cuộc hành quân khổng lồ Cedar Falls, 30.000 quân từ ngày 8 đến 25 tháng 1 năm 1967 và Junction City, 25.000 quân từ ngày 12 tháng 2 đến 14 tháng 5 năm 67 bị thất bại nặng nề. Phía Mỹ buộc phải dừng lại để chuyển sang một phương sách khác, Bình Định. Trong khi đó, nhận định khá sát tình hình, Bộ Chỉ huy Tối cao Việt Nam bắt đầu tính đến một chiến lược táo bạo, tổng tiến công và nổi dậy giành chính quyền trên toàn miền Nam Việt Nam. Dữ liệu vào đầu xuân Mậu Thân năm 1968, nhưng tương quan lực lượng lúc ấy chưa phải là thuận lợi hoàn toàn cho phía ta. Tổng hành dinh tối cao phải tính tới một kế hoạch đánh lạc hướng triệt để trước khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy mở màn. Bởi lúc đó thằng Mỹ nó là quá mạnh, súng nó nhiều mà quân nó cũng đông hơn mình, thì chỉ có cách là lừa nó, đánh lạc hướng nó thì mới mong thắng được. Nhưng mà câu hỏi ở đây là lừa thằng Mỹ bằng cách nào? Dĩ nhiên thì quân đội số 1 thế giới không phải là bọn trẻ con, nên để đánh lạc hướng chúng thì cần đến những bộ óc chứa đầy sạn. Trước hết thì về chủ trương kế hoạch, dựa trên nhận định của Mỹ là đối phương đã hao mòn lực lượng, sẽ tiếp tục phương sách đánh lâu dài. Bộ Tổng tham mưu quân giải phóng đã gửi đến các bê mặt trận một chỉ thị chiến lược, thực tế là giả, với hai phương hướng hoạt động chính trong mùa khô năm 67 đến 68. Một, ra sức chống Bình Định của địch ở nông thôn, kiên quyết giành lại dân bằng những trận đánh nhỏ có hiệu suất cao. Đây được coi là trọng tâm của chiến lược mùa khô. Thứ hai, bộ đội chủ lực mở những chiến dịch vừa sức ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và phải giành được thắng lợi trong các chiến dịch này. Chỉ thị không nói ra nhưng phân tích kỹ có thể thấy phía quân giải phóng sẽ giả vờ không đánh đô thị mà sẽ chỉ chú ý đến miền núi, nông thôn như vẫn thường làm. Tuy nhiên trên thực tế trong Tết Mậu Thân, quân ta đã đánh khắp hơn 50 đô thị trên miền Nam, khiến quân Mỹ trở tay không kịp. Sau khi đã phổ biến trực tiếp cho cán bộ chủ chốt của các chiến trường tại Hà Nội về kế hoạch chính thức tổng tiến công và nổi dậy, một kế hoạch tác chiến giả, mùa khô năm 67 đến 68 được gửi đến các chiến trường vào tháng 11 năm 67, đã nêu ra một loạt chỉ tiêu tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng căn cứ địa Tây Nguyên và nối liền căn cứ này với khu 5 và Đông Nam Bộ. Có 3 điều đặc biệt trong quyết tâm kế hoạch giả. Thứ nhất, khẳng định kế hoạch tác chiến này là sự chuẩn bị sớm cho việc sẽ làm thay đổi cục diện chiến lược mùa khô từ năm 68 đến năm 69, nghĩa là chuẩn bị tác chiến lớn trong mùa khô tiếp theo. Thứ hai, đề cập chủ trương vừa đánh vừa làm, quân sự phục vụ ngoại giao. Thứ ba, quyết tâm có nói đến việc khởi nghĩa, giải phóng một số quận lỵ, thị xã nhỏ nếu có điều kiện. Điều này là để đề phòng kế hoạch thật có thể bị lộ ở cấp cơ sở cụ thể. Cũng như trên, quyết tâm này đã được làm do gì một cách tinh vi. Trên mặt trận tác chiến, để phù hợp với kế hoạch, quyết tâm tác chiến giả mở những chiến dịch vừa sức ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Các chiến dịch tiến công đã được quân và dân ta lần lượt mở ra và kéo dài ở Đắk Tô, Bắc Tây Nguyên, Lộc Ninh, Đông Nam Bộ. Mục đích chính của các cuộc tấn công này nhằm thu hút giam chân lực lượng đối phương, đặc biệt là lực lượng Mỹ, rời xa khỏi thành thị. Càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt, càng gần kề năm Mậu Thân càng tốt. Nhờ cuộc tấn công ở Bắc Tây Nguyên, chủ yếu diễn ra vào tháng 11 năm 1967, quân giải phóng đã lần lượt hút các đơn vị chủ lực quan trọng của quân đội Mỹ Sài Gòn, Sư đoàn Bộ binh 4, Lữ đoàn Dù 173, Lữ đoàn Kỵ binh bay 1 Mỹ và nhiều trung đoàn, chiến đoàn khác. Còn chiến dịch Lộc Ninh từ tháng 10 đến tháng 12 năm 67 đã thu hút các Sư đoàn Bộ binh 1 và 25 của Mỹ và các đơn vị khác của quân đội Sài Gòn. Những đòn đánh lạc hướng chính là ở Bắc Quảng Trị. Từ lâu thấy rõ đây là một khu vực nhạy cảm. Ban đầu phía Mỹ đã tính tới phải lập một phòng tuyến bằng quân lực, rồi về sau thay bằng hàng rào điện tử, được gọi là hàng rào điện tử McNamara. Song thầy đều không thành công. Thay vì như vậy, họ đưa quân Mỹ đến đóng chốt tại một số điểm cao chủ chốt xung quanh Khe Sanh, và cơ hội đã được mở ra. Những trận tập kích chiến thuật ở đây diễn ra sớm, nhưng được tăng dần về mặt quy mô và lực lượng từ phía quân giải phóng đã thu hút ngày càng đông các đơn vị của Sư đoàn Thủy quân Lục chiến 3, Sư đoàn Kỵ binh bay 1 Mỹ cùng nhiều lực lượng quân đội Sài Gòn. Đến tháng 11 năm 67, phía đối phương đã tập trung 45.000 quân với 28.000 lính Mỹ tại mặt trận này. Những trận đánh giữa đôi bên ngày càng nóng bỏng và kéo dài cho đến chiến cuộc Mậu Thân, để cuối cùng trở thành một phần của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 68, đã rất thành công trong việc đánh lạc hướng Mỹ. Bằng sự vào cuộc thật sự của các sư đoàn chủ lực danh tiếng,
304, 320, 324, 325 của ta và bằng sự kích động, phụ họa qua ngôn ngữ chính trị, quân sự của các bên cùng dư luận truyền thông quốc tế. Như vậy vào năm 1968, trong khi Westmoreland vẫn mải mê đếm xác Việt Cộng để mà tính hiệu quả, thì quân giải phóng bắt đầu triển khai kế hoạch liên hoàn. Từ cuối năm 67, ta nghi binh đánh nhiều trận tiêu diệt đồn bốt nhỏ gần biên giới Campuchia, vùng gần Sài Gòn. Biết thừa là Westmoreland sẽ tung quân ra xa, càn quét theo lý thuyết tìm diệt để nhử chủ lực Mỹ ra xa Sài Gòn. Ở Quảng Trị, gần giới tuyến phi quân sự, quân Bắc Việt tập trung bao vây đe dọa tiêu diệt Khe Sanh theo kiểu Điện Biên Phủ. Nếu Khe Sanh, trung tâm của hàng rào điện tử McNamara hỏng, coi như chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ hỏng, không bịt được biên giới tại vị tuyến 17 thì quân Bắc tự do xâm nhập vào Nam và bổ sung cho tiêu hao sẽ không còn là vấn đề. Việc nhử ở Khe Sanh đạt kết quả tốt khi hút được khoảng 40% lực lượng Mỹ phải tập trung gần đó để sẵn sàng ứng cứu. Cả nước Mỹ cũng hồi hộp dõi theo địa điểm mà theo họ là sẽ diễn ra một trận đánh xoay chuyển cục diện chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên thực tế khi đó người Mỹ đã mắc vào cái bẫy do chúng ta tạo ra, bởi đô thị mới trở thành mục tiêu chính của quân giải phóng. Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng đều bị đánh dữ dội, gây tiếng vang lớn không chỉ tại miền Nam mà còn là trên khắp thế giới về một cuộc tấn công chớp nhoáng nhắm vào đầu não của Hoa Kỳ. Trên mặt trận ngoại giao và tuyên truyền, cuộc nghi binh chiến lược cũng thu được nhiều kết quả rất quan trọng. Ở thời điểm năm 66 đến 67, việc phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam đã trở thành phong trào ở Mỹ. Đã có những cuộc biểu tình lên tới cả 100.000 người. Chịu sức ép từ thất bại trên chiến trường và dư luận của chính nước Mỹ, chính quyền Mỹ đã buộc phải nghĩ đến việc phải kết thúc cuộc chiến tranh trên bàn thương lượng. Tổng thống Mỹ Johnson gửi thông điệp cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số cuộc tiếp xúc ngoại giao bí mật cấp thấp. Thậm chí Mỹ đã nhờ cậy đến cả một người bạn thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ông Raymond Aubrac, người Pháp, đến Hà Nội thăm dò. Kiểu hòa bình thương lượng theo điều kiện của Mỹ, chỉ với mục đích trấn an dư luận, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa đang lan rộng trong lòng nước Mỹ và trên khắp thế giới, Việt Nam không thể chấp nhận. Nhưng đây cũng là một cơ hội để đánh lạc hướng chú ý của đối phương cho chiến dịch Mậu Thân. Trong tháng 9 năm 67, bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại tiệc chiêu đãi nhân dịp quốc khánh tối ngày 1 tháng 9 đã được báo chí đưa lại dưới tiêu đề "Đánh bền bỉ, đánh lâu dài, không sợ khó khăn gian khổ, không sợ hy sinh". Cũng trong tháng 9, ba số liên tiếp giữa tháng trên báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân đăng bài viết quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thắng lợi lớn, nhiệm vụ lớn, tuyên dương những chiến thắng trên mặt trận Khe Sanh, Tây Nguyên, Nam Bộ và đặc biệt trên mặt trận chống Bình Định, khẳng định đánh lâu dài, bảo tồn lực lượng, bảo tồn những thành quả đã đạt được. Các cơ quan thông tin, báo chí của ta đều chỉ đạo tập trung tuyên truyền thắng lợi trên các mặt trận Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Khe Sanh, hạn chế đưa tin về chiến tranh đô thị. Nhiều tín hiệu sẵn sàng hy sinh gian khổ để đánh lâu dài, nhưng cũng sẵn sàng thương nghị hòa đàm đã được đưa ra. Ta cố gắng nhồi nhét vào đầu người Mỹ rằng Việt Nam sẽ đánh lâu dài, chịu nhục mà cù nhay thêm vài chục năm chứ không dám đánh lớn, và họ tin là thế thật. Tính tới lực lượng mạnh nhất ở miền Nam là quân đội Mỹ, Bộ Chỉ huy Tối cao không chỉ đã mở các chiến dịch phân tán lực lượng này, mà còn đặt kế hoạch cố gắng cô lập họ trong những giờ phút đầu tiên khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy bắt đầu. Càng kéo dài thời gian càng tốt. Quả vậy, khi những trận đánh trong thành phố nổ ra, một quân đội cách mạng ra tuyên bố và một mặt trận liên minh các lực lượng dân chủ và hòa bình được thành lập. Cùng với việc quân đội Mỹ không bị quân đội cách mạng tiến công ngay từ đầu đã khiến Mỹ ngỡ ngàng, nghi hoặc với thái độ chờ xem, dù thường khi họ phản ứng rất nhanh theo lời tướng Nguyễn Cao Kỳ. Sự thực là phía Mỹ và đồng minh của họ đã bị đánh lạc hướng. Ngay cả khi lực lượng vận tải trên tuyến đường chiến lược 559 tăng lên gấp rưỡi, gấp đôi, thì vẫn được Mỹ cho là đối phương chuẩn bị cho mùa khô quyết thắng 568 đến 569 theo như kế hoạch chiến lược giả bị rò rỉ. Việc ta đề nghị cho kéo dài hơn lệ thường các cuộc đình chiến nhân Noel, Tết Dương lịch 568 và Tết âm lịch Mậu Thân đã được hai bên cùng thực hiện qua thực tế dịp Noel 567 và Tết Dương lịch 568, càng làm Mỹ và chính quyền Sài Gòn thêm chảnh mảng. Lúc chiến sự nổ ra trong Tết âm lịch Mậu Thân, nhiều tướng tá của họ đi du lịch cùng gia đình. Tổng thống Thiệu thì về quê ăn Tết. Với Tổng tư lệnh chiến trường, Đại tướng Westmoreland thì theo hồi ký của ông, trong một cuộc họp vào ngày 15 tháng 1 năm 68, ông dự báo có 50% khả năng đối phương sẽ tấn công trước Tết. Còn phụ tá tình báo của ông thì cũng đưa ra tỷ lệ là 50%, nhưng mà là sau Tết. Nghĩa là sẽ chẳng có gì xảy ra vào đúng dịp Tết. Tầm này mà mấy ông đi bẹt kèo World Cup, ngoại hạng Anh hay là C1 thì chắc là ra đề hết luôn, anh em ạ.
Lúc đó thì Việt Nam nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ cả về vật chất lẫn tinh thần từ Liên Xô, Trung Quốc. Cả hai nước lớn cũng muốn có thông tin chính xác về kế hoạch chiến lược trong chiến cuộc Đông Xuân năm 67-68 của Việt Nam, ít nhất là trên những nét đại thể. Nếu họ nắm được, kế hoạch này có thể vô tình bị rò rỉ và chiến dịch nghi binh đánh lạc hướng để giành bất ngờ chiến lược trước đối phương có thể phản tác dụng từ nguyên nhân không thể ngờ nhất. Ngoài sự chỉ đạo phải tuyệt đối giữ bí mật trước các đại diện ngoại giao, quân sự, tình báo nước ngoài có mặt tại Việt Nam, Bộ Thống soái tối cao thấy rõ cần phải có sự chủ động cần thiết. Cuối năm 67, một phái đoàn quân sự của ta được cử đến các quốc gia này do tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội dẫn đầu, nhưng tướng Đặng Quốc Bảo, phó đoàn được nhận lãnh trách nhiệm đáp ứng những vấn đề mà phía bạn muốn tìm hiểu. Vấn đề quan tâm nhất, kế hoạch chiến lược của Việt Nam luôn luôn được phía bạn đặt ra. Tướng Bảo trả lời, mọi việc bây giờ là tùy thuộc ở Mỹ khi tương quan lực lượng đã thay đổi qua hai cuộc phản công chiến lược thất bại. Mỹ vẫn là quốc gia giàu mạnh, nhưng trong trường hợp này không còn khả năng tăng cường lực lượng sang Việt Nam. Và nhất là không chỉ lung túng với chiến lược tiếp theo mà cả với phong trào phản chiến đang lên cao. Ngài McNamara cũng đã thay đổi cách nhìn về cuộc chiến, rút lui là đường thoát danh dự. Nếu Mỹ quyết định ngược lại, chắc chắn thất bại. Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ và đã sẵn sàng cho mọi tình huống, trong điều kiện đã được chuẩn bị đầy đủ với sự giúp đỡ hết lòng của các bạn. Cách trả lời vừa không nói dối vừa không để lộ kế hoạch chiến lược ấy đã được lãnh đạo ta khen ngợi. Giờ mới thấy được cái tầm của cụ Lê Duẩn, khi mà không chỉ là kiến trúc sư cho chiến dịch Mậu Thân, mà ông cũng rất thức thời khi nói với Bác Hồ rằng, thưa bác, để thống nhất đất nước, chúng ta không sợ Mỹ là đương nhiên, nhưng cũng không được phép sợ Liên Xô hay Trung Quốc. Hay phía sau một người bạn, đôi khi đó là một kẻ thù. Rõ ràng đối với Lê Duẩn, Trung Quốc lúc đó dù là đồng minh nhưng vẫn phải đề phòng. Và mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như vậy. Khi Trung Quốc và Mỹ bắt tay nhau cưỡng chiếm Hoàng Sa năm 74 rồi đánh luôn chúng ta năm 79. Hậu chiến thì Mậu Thân năm 68 mang lại nhiều kết quả tích cực cho quân giải phóng. Kích phong trào phản chiến trong lòng nước Mỹ, ép được Mỹ ngồi vào bàn đàm phán. Về quân sự, mặt trận thiệt hại nặng, mất hầu hết địa bàn hoạt động. Phần lớn lực lượng chính quy dạt sang Cam. Chưa kể sau Mậu Thân, Mỹ cùng Việt Nam Cộng Hòa đẩy mạnh chiến dịch Phụng Hoàng, chọc rễ hầu hết các cơ sở của cách mạng gây dựng trong nhiều năm. Nhưng thành công lớn nhất và quan trọng nhất về quân sự là chiếm được Khe Sanh, làm đường Trường Sơn Đông xâm nhập miền Nam dễ hơn. Trước kia phải đi Trường Sơn Tây qua Lào rất khó khăn. Thành quả quân sự thứ hai là Mỹ ngừng ném bom miền Bắc, nên miền Bắc có điều kiện xây dựng hậu phương tốt hơn trước. Về chính trị, buộc được Mỹ đàm phán vô điều kiện theo hướng dần rút khỏi Việt Nam là cái được Bắc Việt Nam trông đợi. Và phần còn lại là lịch sử như chúng ta đã biết. Mỹ dần rút quân, mặt trận bắt đầu đánh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa lên bờ xuống ruộng. Tới năm 75 thì đu càng luôn. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Câu hỏi của video ngày hôm nay đó là: theo anh em, trong chiến tranh hiện đại ở thế kỷ 21 này, với tài trí của người Việt Nam ta thì có khỏa lấp được khoảng cách chênh lệch về vũ khí, trang bị với Trung Quốc hay không? Hãy comment ý kiến ở bên dưới để cùng thảo luận nhé! Thay mặt ekip của kênh Hồi ức Thời chiến, cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video lần sau.